Nam à. Ba hùng về sa ra năng danh tiết Papata ni wana ni cha Ara maruk khache khache ya Yani Manusa Phayatat Chita, loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp, là bản dịch của nhà hòa thượng Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang, là phổ thơ của nhà hòa thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ. Bà hung về xa ra năng dành ti Bà ba ta ni wa na ni cha A-ra-ma-ru-kha-che-ta-ya-ni Ma-nu-sa-pha-ya-ta-chi-ta Bà hung về xa ra năng dành ti Bà ba ta ni wa na ni cha A-ra-ma-ru-kha-che-ta-ya-ni Manusa-phayata-citta Bahung-vesara-nang-yati Papatani-vana-ni-cha Aramaru-khache-toyani Manusa-phayata-citta Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô rạng đông tiếp theo ạ. Sa thú con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa mới vào đạo tràng. Sau đây con xin câu pháp cú số 188. Ba hùng quê xa ra nặng dành tê bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ru ca chát già ni ma nu xà pha nha ta chi tà Ba hùng quê xa ra nặng dành tê bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ru ca chát già ni ma nu xà pha nha ta chi ta ba hùng quê xa ra nặng dành ti ba ba ta ni wa na ni cha a ra ma ru kha chết ya ni ma nu sa pha ya ta chi ta Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu Bá hùng quê xa ra năng dành tê bắp ba tà ni wa na ni cha a ra ma ru kha chết ya ni ma nu sa pha ya tát chi ta Loài người hoảng hốt hãy đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu quan bản dịch của hòa thượng Giới Đức dạ kính mời chị Trần Đạo dạ nam mô Bích Thầy giá nam mô Tham Ma giá nam mô Sang Kha giá con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô chư nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 188 ạ. Bà hôn vui xa và nắng trăng tí bắp ba ta ni và na ni cha à ra mắt phúc khai chay tay khà chê ya ni ma nô sa ba và pháp chi ta bà hôm quê xa là nặng trăng tí bấm ba ta ni và ni ni cha a ra ma ru kha che ya ni ma no sa ba ya ta chi ta Loài người sợ hoảng hốt
tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi rừng miếu quan. Đó là thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Cảm ơn Minh Vác Sana đã bớt bài ạ. Xin gửi mic lại cho chị Phẩm Nhân ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Nam thai kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sầm Hà Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 188. Ba hùng quê xá rá năng dành tí phát bá ta ní anh quá na ní chá a ra má rút khá chết già ní má nút xà bá giá táp chí ta ba hùng quê xá rá năng dành tí bát bá tà ní quá nà ní chá a ra má rút khá chết già ní má nút xà tá giá táp chí tà ba hùng quê xá rá năng dành tí bát bá tà ní quá nà ní chá a ra nú a ra má rút khá chết tạ già ni ma nút xa bá giá táp chí ta. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi rừng miếu quan. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tịnh Đạt. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc với số 188. Ba hôm quê xa ra, ba hôm quê xa ra nặng dành tí bát ba ta ni qua na ni cha a ra ma rút kha chê ya ni manusa bay ya ta chi ta ba hầm quê xa ra nặng dành tí bát ba ta ni qua na ni cha a ra mát đút ma rút kha chê già ní ma nút xà ba dạ ta chi ta. Dạ, loài người sợ hỗn hót tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đến tháp. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, của Ngài Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đến tháp núi rừng miếu hoang. Và đó là bộ thơ của Ngài Giới Đức. Và con đã đọc câu pháp cú số 188. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ,
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tịnh Đạt, con kính kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Đức, con Đại Đức Tuệ Đức. Con xin kính chào quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú 188. Dạ. Ba hùng quê xa ra nặng dàn ti ba bắc bắc ba tà ni quan nà ni cha à ra ma rút kha chê ti ya ni ma nút xa pha ya ta chi ta ba hùng quê xa ra nặng dàn ti ba ba tà ni quan nà ni cha à ra ma rút kha chê Ya ni manut sa pha ya ta chít ta. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hãi kinh đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp, núi rừng, miếu hoang, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin được kệ ạ. Bà hùng quê xa, ra nắng giăng ti, bác ba ta ni, quà na ni cha, a ra ma ru, kha chê ya ni, ma nu sa pa ya ta chi ta. Bà hùng quê xa ra nắng giăng ti bà ba ta ni wa na wa ra wa na ni cha a ra ma rut kha che cha ni manusa pa ya ta chi ta. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hãi kinh đi tìm nhiều chỗ cho tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã ôn bài xong, con xin được xuống mic, kính mời một vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào toàn thể quý Phật tử. Dạ, tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 188. Dạ, cảm ơn huynh. Ba hùng quê xa ra năng dàn tí bắp bắt tà ní quá nà ní chá à ra mắt Aramadut khachet ya ti manutsa phayat chat manutsa phayat tat chita baum ve saranang yanti babbata nivana nicha aramadut kha chết gia ni manu manu sa pha ya ta chi ta ba hung we sa ra nang yan ti bap ba ta ni wa na ni cha a ra manu kha chết gia ni manusa phayata chita. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ vi y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bá hùng quê xa ra năng dàn tí bắp bát tà ní quanh nà ní chá a ra mát rút cách chết và ní mát nút xa Phayatachita. Loài người hoảng hốt
Loài người hoảng hốt hãy kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Phở thơ Hòa Thượng Giới Đức. À dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ kính mời Tina. Dạ, kính mời Tina. Dạ, con kính cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đại tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 188. Ba hùng quê xa ra nâng dành tí bắp ba tà. Ni wa na ni cha a ra ma ru kha chết ta ya ni. Manusa pha ya tat chi ta. Ba hùng quê xa ra nâng dành tí bắp ba tà. Ni wa na ni cha a ra ma ru kha chết ya ni. Manusa pha ya tat chi ta. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp của Hòa Thượng Thích Đâu. Ba hùng quê xa ra nắng dân đi, bầm bà ta ni hoa na ni cha, a la ma rung kha chen ya ni. Manun sa pha ya tan chi ta. Loài người hoảng hốt hãy kinh, đi tìm nhiều chỗ cho tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi miếu hoang của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thầy Tín ạ. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được cái kinh pháp cú số 188. Bà hùng về xa ra nàng dân tí. Bapa tani vana ni cha aramarukha cetayani manusa payata cita. Bahung ve saranang yanti bapa tani vana ni cha aramarukha cetayani manusa payata cita. Bahung ve saranang yanti bapa tani vana ni cha aramarukha cetayani manusa paya cita. Bahung ve saranang yanti bapa tani vana ni cha aramarukha cetayani manusa payatacita. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Bản dịch của ngài Minh Châu: loài người hoảng hốt hãi kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Tha Giá. Kính chào cô tu nữ Như Pháp vừa với Nick nhật truyền vào room. Mà kính mời cô tu nữ Như Pháp luôn ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Vinh Bát Tha Ná. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Pháp Môn Lào Cai cho Như Pháp biết được tín hiệu. Thành kính đảnh, con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ tu Thượng Tọa Minh Thành Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quynh Bách Tha Ná đã cho bài học. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp của kinh số 188. Dạ, nếu bị đau mà chưa ôn bài thì cứ đưa bàn tay thì Như Pháp xin nhận mít ạ. Ba hùm về xa ra nặng dành tí bát bát tà ni quét nà ni cha à ra ma rút khá chê chà dà nê ma nô sa pa ya tát chi tà. Ba hùm về xa ra nặng dành tí bát bát tà ni quét nà ni cha à ra ma rút khá chê dạ ni ma nô sa pha gia ta chi ta. Loài người sợ hoảng hốt, tìm hiểu, tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, dạ kính chào cô Tâm Phương. Bà hùm quê xa ra nặng danh ti bát ba ta ni và na hi cha a ra ma rôn kha che ya ni ma nu sa pha ya tat chi ta ba hum quê xa ra năng gian ti bát ba ta ni và na ni cha a ra ma rút ga che ya ni ma nu sa ya ta chi ta. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, và nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miễu hoang. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giai Đức. Ông thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Và còn vị nào chưa ôn bài không thì Như Pháp kính mời bàn tay. Dạ, nếu mà hết rồi thì xin phép ạ. Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Tuệ Đức, Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài câu Pháp cứu kinh số. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, sư đọc bi em ân dùm bạch sư. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Pháp Nguồn Lào Cai, Thi Na, Xích Tâm Phương, cô Cẩm Vân, cô Rạng Đông, cô Trần Đạo và Vinh Hoách, Quát Thanh Á cùng quý vị đã đưa tay ôn bài Pháp Cú Kinh số 188. Và bây giờ thì có sư trước máy và đã tới giờ. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết Pháp đổ các hàng đệ tử,
Có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp của kinh 189 từ vựng điều sự và ý nghĩa câu pháp của kinh này. Nhật Quỳnh Như Pháp mà kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, bạch sư, đợi chúng con nhiều ngày không có giảng sư, cứ nghe bằng hôm nay có sư vào, chúng con rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Châu Khoan. Dạ, bây giờ thì con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Còn kính lễ Chư Tăng, xin chào toàn thể quý vị đang hiện diện diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và hiện tại thì là Tịnh Đạt đang ở về thăm ông thân và thân ở nhà. Và ngày hôm nay thì ngày thứ Sáu, cho nên Tịnh Đạt vẫn dành cái thời gian để mà tham dự diễn đàn sinh hoạt diễn đàn Pháp Cú Kinh. Cho nên khung cảnh quý vị thấy hôm nay thì là Tịnh Đạt đang ở nhà cùng ông thân bà thân, cũng như là hôm nay là cái buổi giảng ngày hôm nay đó là Tịnh Đạt giảng cho tất cả gia đình ở nhà cùng nghe luôn. Hiện tại thì riêng diễn đàn cái nickname Tịnh Đạt đây thì không chỉ có riêng Tịnh Đạt không, mà có các Phật tử ở trong gia đình cũng tham dự cái buổi sinh hoạt này, nói cùng tất cả quý vị cùng quan hỷ. Và bây giờ thì nếu tất cả đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ đi vào buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Dạ, sao tôi bởi vì không có mang theo cái máy tính, cho nên hiện tại Tịnh Đạt đang online trên cái thiết bị di động. Cho nên quý vị nếu có trục trặc gì thì quý vị quan hệ báo cho Tịnh Đạt hay. Dạ, bây giờ chúng sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bụt Thằng Bhagavan Tăng Api Hoa Đề Mi Soa Khá Tô Bhagavata Tham Mô Tham Mang Namasami Supati Panno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin kính lễ Chư Tăng cùng mến chào toàn thể quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, quý vị đang hiện diện diễn đàn Pháp Cú Kinh.
Dạ, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với Kinh Pháp Cú, câu kệ ngôn Pháp Cú số 189. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 189. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 189 có những nội dung như sau. Nê tăng khô sa ra năng kê măng, nê tăng sa ra na mô ta măng, nê tăng sa ra ma gam ma sa ba du ka ba mô cha ti. Nê tăng khô sa ra năng kê măng, nê tăng sa ra na mô ta măng, nê tăng sa ra na ma gam ma Sapa Dukha Pamuchati. Quy y ấy không ổn, quy y không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát khỏi, không thoát mọi khổ đau. Quy y ấy không ổn, quy y không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Yên Đá Chánh Đá Chánh Thân. Đương nhiên, nơi nương tựa này là không an ổn, nơi nương tựa này là không tối thượng. Sau khi đi đến nơi nương tựa này, không thoát khỏi mọi khổ đau. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng về câu kệ ngôn Pháp Cú này. Dạ, câu đầu tiên: Nê tăng khô sa ra năng khê măng, nê tăng khô sa ra năng khê măng. Ở đây chúng ta có cái từ là nê tăng, là từ ghép bởi ná cộng với ê tăng. Ná có nghĩa là không, ê tăng có nghĩa là này. Ê tăng có nghĩa là này. Khô thực, thật vậy. Khô thật vậy. Sa-ra-năng là nơi nơi nương tựa. Sa ra năng là nơi nương tựa. Khê măng có nghĩa là an ổn hay là vắng lặng. Khê măng an ổn hay là vắng lặng. Khi mang an ổn hay là vắng lặng. Tiếp tục câu thứ hai. Ê tăng nê tăng sa ra na mu ta măng, nê tăng sa ra na mu ta măng. Thì chúng ta có cái từ là nê ná cộng ê tăng, không này. Nê tăng sa ra na mu ta măng. Sarana Uttamang, ở đây chúng ta hiểu cái từ này đó là Saranang cộng với lại là Uttamang. Saranang cộng với Uttamang. Saranang là nơi nương tựa và Uttamang có nghĩa là tối thượng. Sarana Uttamang, Saranang cộng Uttamang, nơi nương tựa tối thượng. Nơi nương tựa tối thượng. Dạ, chúng ta đi vào câu thứ ba. Câu thứ ba là Nê tăng sarana ma gamma, nê tăng sarana ma gamma.
Nê tăng saranak ma gamma. Nê tăng thì cũng giống như là chúng ta vừa ghi ở trên, ná cộng e tăng không, và này không, ná là không, e tăng là này. Sarana ma gamma, sarana, saranang cộng với lại a gamma. Và chúng ta có cái từ là saranang cộng với a gamma. Saranang là chỗ nương tựa hay là nơi nương tựa. Agamma là đi đến. Agamma là đi đến. Agamma là đi đến. Nitan sarana magamma, magamma. Rồi chúng ta tiếp tục với câu cuối cùng. Sappa dukkha pamuccati. Sappa dukkha pamuccati. Sappa dukkha. Sappa là tất cả, dukkha là khổ, khổ đau. Sappa dukkha là tất cả mọi khổ đau. Tất cả khổ đau, tất cả mọi khổ đau. Pamuccati. Pamuccati là thoát khỏi, là thoát khỏi, thoát khỏi, hay là sự tự do trong tất cả các khổ đau, à, được tự do. Chúng ta dùng cái từ thoát khỏi thì rất là sáng nghĩa. Pamuccati. Sapadukha pamuccati, tất cả mọi khổ đau, thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. À, và đó là phần sơ lược ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 189 mà chúng ta đang tìm hiểu trong ngày hôm nay. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 189 có nội dung như sau. Nê tăng khô sa ra năng khê măng. Nê tăng sa ra na mô ta măng. Nê tăng sarana ma gamma sapa dukkha pamuccati. Quy y ấy không ổn, quy y không, quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát khỏi mọi, không thoát mọi khổ đau. Hoặc là bạc viện ngữ của ngài giới đức. Ấy đâu phải chỗ an toàn, là nơi nương tựa cho hàng trí nhân. Chẳng đâu thoát khỏi mê trần, chẳng đâu ẩn trốn dấu chân khỏi hình. Và Nam Mô Bụt Thà Giá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 189 này. Và thưa quý vị, câu pháp cú số 189 có cái duyên sự cũng như là cái ý nghĩa liên quan đến một cái vị quốc sư tên là Akhidatta. Và câu số 189 này là câu pháp cú nằm trong nhóm gồm có là 5 câu tất cả. Gồm có là câu số 188, 189, 190, 191 và 192. Có cùng một cái duyên sự. Tức là khi mà có cái duyên sự, có nguyên nhân mà Đức Phật Ngài nói lên cái pháp thoại này, Ngài đã nói lên một lượt 5 câu kệ ngôn pháp cú này. Ngài nói lên cái bài pháp này. Và ngày hôm nay thì chúng ta học đến câu thứ hai trong nhóm 5 câu kệ ngôn này. Chúng ta đã học được câu đầu tiên rồi. Để cho đầy đủ thì chúng ta sẽ đi lại một lần nữa cái duyên sự. Nhờ một lần nữa cái duyên sự. Duyên sự liên quan đến một cái quốc sư tên là Akhidatta. Nhưng chúng ta sẽ không đi cái chi tiết. Chúng ta sẽ đi vào cái
cái nguyên nhân trực tiếp. Cái vị quốc sư Akhidatta này sau khi thối vị, không có làm quốc sư nữa, không có làm quốc sư để tá cho đức vua Pasenadi, thì quốc sư đã đi xuất gia. Thì đây là cái truyền thống rất là được kính trọng ở trong cái thời kỳ bấy giờ tại Ấn Độ. Và cái truyền thống này đó là cái người lớn tuổi sẽ đi xuất gia, và đặc biệt là những người có cái chức vụ hay là có những cái địa vị lớn trong xã hội thì đều có cái cách để mà an hưởng cái tuổi già bằng cách là đi xuất gia, khi mà tuổi về chiều đó thì họ chọn con đường đi xuất gia để mà như là tuổi thanh niên, tuổi trung niên, họ tận sức, họ tận lực để mà lo cho gia đình, lo cho quốc gia, và cái tuổi về chiều họ để dành cái thời gian để lo cho bản thân của họ để mà sớm được giải thoát. Tuy nhiên thì tuy rằng ở trong thời kỳ Đức Phật, được giáo pháp của Đức Phật được giảng dạy rộng rãi, nhưng đối với một số vị đó, nhất là những người trong triều đình đó, thì họ vẫn chưa có cái dịp để mà tiếp xúc. Cho nên khi mà xuất gia thì cái vị quốc sư này đó, Akhidatta này đó, không có một cái vị thầy để mà nương tựa. Cái vị quốc sư này tự lập mình trên mình một cái môn phái. Bởi vì khi mà xuất gia ở cái tuổi lớn tuổi đó và có cái địa vị cao ở trong xã hội đó, quốc sư là cái bề trên, người trưởng thượng, kể cả đức vua. Cho nên mà khi đi xuất gia là nhiều người đi theo lắm, nhiều người đi theo lắm, tùy tùng theo nhiều lắm. Thì chính vì cái tùy tùng đi theo nhiều như vậy, khi mà xuất gia xong thì coi như là cái người dẫn đoàn, cái người dẫn đoàn. Và cái vị quốc sư này do vì là không có kinh nghiệm cũng như là không có thành tựu gì ở trong cái giáo pháp, trong cái thực hành á, cho nên đã đưa ra những cái lời hướng dẫn không có đúng pháp mà chúng ta đã được học ở trong cái câu đầu tiên, câu một số 188 đó. Cái vị quốc sư này đó khuyên những cái người đệ tử tùy tùng đi theo mình đó, hãy nương tựa vào rừng rậm núi non, vào vườn cây đền tháp. Thì cái vị quốc sư này có cái lời dạy như vậy, cái điều này Định Đạt muốn nói thêm một tí xíu, đó là cái niềm tin, thưa quý vị, rằng thời kỳ đầu trước Phật giáo, chưa có Phật giáo ra đời đó, thì niềm tin của nhân loại, niềm tin của con người đó dựa vào cái thiên nhiên, những cái gì mà nằm ngoài khả năng giác quan của con người có thể biết được, nằm ngoài cái khả năng nhận định hiểu biết đó, thì họ cho đó là những cái điều kỳ diệu và đáng được tôn thành thần thánh để mà đặt niềm tin theo. Giống như là trời mưa, trời giông bão, rồi những hiện tượng như là mặt trời, mặt trăng, thì họ đều tôn đó là những cái vị thánh, vị thần để họ tôn thờ. Cái niềm tin nó rất là đơn giản như vậy. Thì cái vị quốc sư Akhidatta này sau khi mà xuất gia đó thì cũng dựa vào những cái niềm tin như vậy. Chính vì bản thân mình chưa có cái gì là tối thượng hết, cho nên phải dựa vào những cái gọi là rừng rậm núi non, dựa vào đền tháp vân vân để mà nương theo đó để mà tu tập. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngày quán xét nhóm đạo sĩ Akhidatta này có cái duyên lành để mà chứng đắc quả vị A La Hán, Đức Phật ngày đã đi đến đi tiếp độ. Nhưng mà ngài không đi đến trực tiếp, mà ngài gọi cho đại đức ngài Mokkallana, ngài Mục Kiền Liên thay mặt Đức Phật để mà tiếp độ cái nhóm đạo sĩ này.
thì ngày Mục Kiền Liên đi đến và dùng khả năng thần thông, thần lực. Trước tiên đó là để làm cho cái nhóm đạo sĩ này có một cái sự tin tưởng, tức là quốc phục. À, sau đó ngày Mục Kiền Liên ngài mới thuần phục được cái tâm lực của cái đạo sĩ này. À, cái diễn biến mà ngày Mục Kiền Liên, ngày Mục A La Ná để đến để mà thâu nhiếp cái tâm của nhóm đạo sĩ này, làm cho chúng ta nhớ lại cái hình ảnh mà Đức ngài tiếp độ nhóm năm anh em, xin lỗi quý vị, nhóm ba anh em Kassapa Thợ Lửa, tổng cộng là 1000 đệ tử, ba anh em Kassapa Thợ Lửa, tức là cũng đi đến rồi gặp một cái tỏa thần lực bằng cách là thu phục một con Long Vương rất là hung hãn. Sau đó thì là có những cái trận đấu ác chiến bởi những cái thần thông. Thì sau đó, sau khi mà ngày Mục Kiền Liên ngài đã nhiếp phục được cái tâm mà sân hận háo thắng hay là xem mình là trên hết đó, thì Đức Phật ngài mới xuất hiện, ngài mới đi tới và ngài đã thuyết lên cái thời pháp này. Ngài thuyết lên cái thời pháp này nhằm để phá tan cái tư tưởng, cái lời dạy mà quốc sư Akhidatta đã dạy là nương tựa vào núi non, nương tựa vào rừng núi, nương tựa vào đền tháp, vân vân. Thì Đức Phật ngài mới nói câu thứ hai là nương tựa quy y ấy là những cái điểm đó không có an ổn. Quy y những cái điều đó không phải là quy y nương tựa tối thượng, và nương tựa những cái chỗ ấy đó nó không phải là cái cách, không phải là cái đường hướng để dẫn đến đoạn mọi khổ đau. Rồi tiếp đó Đức Phật ngài mới chỉ cái cách, chỉ dạy cái cách mà chúng ta sẽ được học những cái bài học tiếp theo, ở câu 190, 191, 192 thì chúng ta sẽ học những cái bài học tiếp theo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái việc niềm tin nơi cái sự quy nương tựa. Bởi vì thưa quý vị rằng niềm tin là nền tảng cũng như là mẹ đẻ của tất cả những cái thiện pháp khác. Niềm tin mà không vững đó, thì chúng ta không thể nào mà phát triển được cái thiện pháp khác. Những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới, tu tiến, vân vân, cho đến những cái thiện pháp sau này cao hơn như là tu tập về thất giác chi, bát chánh đạo, con đường đưa đến sự giác ngộ, thì tất cả đều dựa trên cái niềm tin, dựa trên cái nền tảng niềm tin mà ra. Và cái niềm tin ở đây á, chúng ta lại cần phải xét nữa. Niềm tin bằng cái cảm nhận mình thích quá, mình đi đến chùa, mình thấy cái cảnh chùa nó đẹp quá, nó hữu tình quá, rồi mình nghe một cái thời pháp, cái vị thuyết pháp sư đó nói cái lời trong trẻo, rõ ràng, gần gũi và có tình cảm, thì mình thích quá, mình lại phát khởi cái niềm tin. Nhưng thưa quý vị, đó là cái niềm tin dựa trên cái cảm tính, dựa trên cái cảm nhận, mà chưa có dựa trên cái lý trí, dựa lên cái trí tuệ. Cái điều quan trọng, cái người học Phật đó, hay tất cả những cái nghề nghiệp mà ở ngoài xã hội cũng vậy, chúng ta cần phải có cái niềm tin dựa trên cái trí tuệ. Thì như vậy á, cái niềm tin mới được gọi là niềm tin chắc chắn. Niềm tin mà có cái sự hiểu biết thì chắc chắn rằng không có, khó chứ không phải là không, khó có thể nào lay động được. Còn niềm tin mà chỉ nghe nói hay là cái sự tin tưởng mà
giống như là cái sự mến mộ, thì chúng ta đừng bao giờ tự tin vào cái cảm nhận đó. Đôi khi cái sự mến mộ, cái sự rung động đó, nó chỉ trong chốc lát mà thôi. Rồi sau này đó, chúng ta lại nhìn thấy cái mặt trái, những cái thị phi, rồi chúng ta lại mất cái niềm tin. Mà mất cái niềm tin nó rất là nguy hiểm. Tịnh Đạt nói rằng á, bây giờ nó rất là nhiều cái sự cố nó xảy ra như vậy. Mình có cái niềm tin nơi cái người hướng dẫn của mình, mà cái niềm tin đó mình đặt theo cái vị đó là con của mình, là cháu của mình, là người thân của mình, hay là cái vị đó là cái vị bạn của mình, hay là cái vị đó là cái vị lâu lâu mình gặp một lần, thì mình có cái niềm tin là mến mộ đó. Rồi thì tự nhiên mình cũng thích đi chùa, mình cũng thích nghe pháp. Nhưng nguy hiểm chỗ nào? Nguy hiểm một chỗ đó là khi mà mình không còn mến mộ nữa, tâm của mình thay đổi, hoặc tâm của cái vị pháp sư thay đổi, cái vị mà mến mộ thay đổi đó, thì lúc đó bị một trong hai, mình sẽ đánh mất cái niềm tin. Và nguy hiểm, rất là nguy hiểm đó là đánh mất cái niềm tin khi mình có cái sự bất mãn. Rồi bây giờ mình tìm lại cái niềm tin mới đó, nó cực kỳ khó, bởi vì có cái tì vết rồi. Và nhiều khi đó, do bất mãn với một cái đối tượng mà mình mến mộ, bây giờ sụp đổ thần tượng rồi, là mình bỏ đạo luôn. Thì cái điều đó là điều rất là nguy hiểm. Ở trong kinh Kalama mà quý vị cũng có từng tham khảo, có từng nghe đó, thì một cái bài kinh phải nói là bài kinh rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Để nhắc lại cho quý vị, có thể chúng ta gợi nhớ thêm về bài kinh Kalama, bởi vì cái bài kinh này nó liên quan đến cái cách để mà mình tìm cái, để mà mình đặt cái niềm tin, cái nơi để mà mình nương tựa, cái nơi để mà mình tìm hiểu, cái nơi để mà mình thể tới lui, để mà tin tưởng, để mà tiếp tục con đường mà tu học, nó quan trọng lắm. Thì trong bài kinh Kalama đó, tóm gọn đó là khi mà người dân ở Kalama này có những cái thắc mắc, không biết là cái vị giáo chủ, cái vị đạo sư nào là cái người nói đúng, cái người nói không đúng, cái người nói cái lời quỷ mị, dụ dỗ, hay là cái người nói cái lời thánh thiện, hướng đạo, chân chánh. Thì họ có người này, người kia, vị này, vị kia, và đến khi hỏi ngay Đức Phật, thì thưa quý vị rằng Đức Phật cũng không bao giờ Ngài nói rằng hãy tin giáo pháp của Như Lai. Ngài không bao giờ nói như vậy. Ngài không bao giờ nói rằng giáo pháp, cái lời dạy của đạo sư kia là không có hay, không có đúng, mà lời dạy của Ngài mới là đúng, mới là hay. Quý vị thử tưởng tượng có một cái người đạo sư như vậy, thì quý vị có sẵn sàng đặt niềm tin hay không? Giống như là chà đạp hay là chê bai người khác để mà tâng bốc cái lời dạy, cái giáo phái của mình, thì chắc chắn rằng cái giáo phái, cái lời dạy đó cũng không có gì đáng tin cậy. Chẳng trừ khi nào Đức Phật Ngài mới đưa ra những cái điều kiện, trừ khi nào những cái lời dạy đó là cái lời dạy mình phải có cái sự nhận định, mình phải có cái sự nhận định bằng cái trí tuệ, cái điều dạy đó nó hướng đến là cái điều thiện, cái lời dạy đó nó hướng đến cái điều thiện, không có tội lỗi, những cái lời dạy đó là được cái người trí
cái người hiền trí, cái người mà hiền thiện, cái người mà có trí tuệ, họ tán thán, họ tán thán. Và những cái điều dạy đó khi mà mình áp dụng vào trong cái đời sống của mình đó, thì nó mang lại cái hạnh phúc, nó mang lại cái kết quả an lạc, nó mang lại cái kết quả là bớt khổ đau. Thì lúc đó chúng ta lại mới bắt đầu chúng ta đặt niềm tin. Còn ngoài ra giống như là những cái lời dạy mà được đồn thổi, hay là những cái lời dạy mà chúng ta nghe nhiều người tin, nhiều người theo, hay là những dạy mà do chính cái người thầy mình dạy, cũng đừng có vội để mà đi theo. Bởi vì đi theo này rất nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào Tịnh Đạt đã từng nói lúc nãy. Nguy hiểm không phải là chúng ta đi theo chúng ta làm nó không đúng, mà nguy hiểm cái rủi ro ngầm đó. Khi mà đặt có niềm tin rồi, một khi mà có niềm tin rồi đó, mà cái rủi ro đó là khi mà chúng ta bị mất cái niềm tin thì tìm lại nó rất là cực. Tìm lại rất là cực. Bởi vì nó có cái tì vết, nó có cái tì vết, nó có cái sự bất mãn ở trong đó rồi. Bây giờ giống như là cái ngôi chùa A, bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta mến là tử mến một trong đó, đi 1 năm, 2 năm, 5 năm. Bây giờ trong chùa đó lại có những cái sự bất hòa, có cái sự xáo trộn, rồi chúng ta thấy ngán ngẩm quá. Bây giờ đi chùa không được an vui, đi chùa tới thì nghe tiếng thị phi không à. Rồi bởi vì chúng ta đi chùa bởi cái sự mến mộ mà, mến mộ ngôi chùa đó mà. Bây giờ chúng ta có những cái nghe những cái thị phi trong chùa, có những cái chuyện này chuyện kia, nghe lại là không có vui. Rồi chúng ta không có đi chùa. Chúng ta không có đi chùa đó đồng nghĩa là chúng ta cũng không đi chùa khác luôn. Đó là cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm mà bản thân mình đi chùa, không đi chùa đó, thật sự ra thì cái ngôi chùa đó hoặc là cái tín đồ ở trong đó nó cũng không phải là ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng mà ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình. Tại vì mình bị mất cái cơ hội để mà học hiểu giáo pháp, mình mất cái cơ hội để mà mình nghe giáo pháp, hay là mình mất cái cơ hội để mà mình thực hành giáo pháp. Đó là cái rủi ro rất là nguy hiểm cho cái việc mà niềm tin không có cái sự hiểu biết, niềm tin không có cái sự tìm hiểu rõ, mà là cái sự tin tưởng bởi cái sự mến mộ. Nó cực kỳ là nguy hiểm. Nó cực kỳ là nguy hiểm. Cho nên khi mà mình nghe cái gì Tịnh Đạt nói rằng á, ở trong cái thời kỳ này là thời kỳ internet, cái thời kỳ thông tin đại chúng, tức là khi mà chúng ta lên mạng hay chúng ta tham gia bất cứ một cái diễn đàn Phật pháp nào, chúng ta đều học được cái lời dạy hết, chúng ta đều nghe được cái lời giảng hết. Nhưng mà chính vì cái việc mà thông tin đại chúng một cách rộng rãi như vậy đó, chúng ta không có cái khả năng để mà lọc, để mà chọn lựa cái thông tin, thì chúng ta rất là dễ bị hoang mang. Rất là dễ bị hoang mang. Chính Tịnh Đạt mà lên trên internet để tìm những cái bài viết hay là tìm những cái bài giảng, mình cũng rất là cẩn thận, chứ không phải là đụng đâu để mà cũng đọc đó, đụng đâu để nghe đó. Khi mình nghe mình cũng phải rất là cẩn thận để mà tiếp thu cái kiến thức đó. Tiếp thu nó vừa phải, tiếp thu cái nào mình cần tiếp thu, cái nào mình thấy là không được thì mình bỏ qua ngoài. Đó là cái khả năng mà được huấn luyện, được đào tạo bài bản. Còn những người mà mới tìm hiểu Phật pháp, cũng đi lên trên mạng, cũng tìm sách này sách nọ đọc, nhưng mà thiếu cái nền tảng căn bản để mà chọn lựa đó, thì cực kỳ cũng là nguy hiểm. Bởi vì cái gì cũng tiếp thu hết, cái gì cũng tiếp thu hết. Không biết cái nào đúng hay đúng, không biết cái nào sai, cũng không biết cái nào là hợp thời, cũng không có biết cái nào là tùy quốc độ để mà áp dụng. Cứ lấy ở bên kia ráp vô bên đây, lấy bên Miến Điện, lấy bên Thái Lan, lấy bên Tích Lan, lấy bên Việt Nam, lấy bên Campuchia, lấy bên Lào, lấy bên Trung Quốc, lấy bên Nhật Bản, cứ ở này có, bên kia có, ráp qua ráp lại, thành ra là một đống hỗn độn. Tìm hiểu cho kỹ, tìm hiểu cho tới,
cái điều đó được áp dụng ở nơi quốc gia đó phù hợp, nhưng mà ở xứ mình lại không phù hợp, vân vân. À, thì đó lại là một cái vấn đề khác. Khi mà tiếp cận với lại thông tin đại chúng, tiếp cận với những nguồn, những cái nguồn được miễn phí ở trên mạng đó, thì cần phải có một cái khả năng chọn lọc. Cái điều này là cái điều cần phải được đào tạo, chứ không phải là tự nhiên mà có. Phải là tự nhiên mà có. Thì quay lại ngày hôm nay đó, chúng ta nói về cái việc và niềm tin là nền tảng. Niềm tin là nền tảng cho tất cả những cái thiện pháp. Thì chính vì cái niềm tin này đó, mà chúng ta xây dựng trên một cái nền tảng trí tuệ đó. Niềm tin cộng với trí tuệ, cộng với sự hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ là những người Phật tử, những người học Phật chân chính. Chúng ta biết chọn lựa những cái điều chúng ta nghe, và chúng ta biết loại bỏ những điều chúng ta không nên nghe. Và như vậy đã nuôi dưỡng cái niềm tin của mình, nó được phát triển. Và cái niềm tin chân chính là cái niềm tin chân chính là cái niềm tin nơi Tam Bảo một cách rõ rệt, không có hiểu lầm, cũng không có làm mơ hồ. Nơi Tam Bảo là nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi chư tăng. Cái niềm tin phải nói rằng Đức Phật là ai, giáo pháp là gì, và chư tăng là ai, không có mơ hồ, không có nghe nói, mà mình phải cần phải học hiểu. Và khi mà mình có được cái niềm tin mà bằng cái trí tuệ trên cái nền tảng vững chắc như vậy đó, thì chắc chắn với quý vị rằng chúng ta học Phật pháp càng học càng quan nghĩ, càng học càng nghe, càng học càng thực hành, chúng ta lại càng biết ơn Tam Bảo, càng biết ơn thì chúng lại càng tăng trưởng cái niềm tin. Và càng tăng trưởng cái niềm tin thì chúng ta bên cạnh đó chúng ta lại dễ dàng để mà phát triển những cái thiện pháp khác. Bây giờ Tịnh Đạt hỏi quý vị một câu. Bây giờ các quý vị được khuyên là đi đến trường thiền để tu thiền. Học Phật thì phải hành Phật. Học Phật pháp thì phải hành Phật pháp. Thì đi đến trường thiền để mà tu thiền, đúng không? Thì đó là một lời khuyên tốt. Nhưng bây giờ đó mình học chưa tới nơi đó, là mình nói là học Phật pháp cho được hạnh phúc, hành Phật pháp cho được hạnh phúc, học Phật pháp cho bớt đau khổ, hành Phật pháp cho bớt đau khổ. Nhưng mà khi mà vô hồi thiền đó thì hạnh phúc đó không thấy, mà thấy toàn là đau khổ không à. Đi cũng không dám đi, ngồi cũng không dám ngồi, ăn cũng không dám ăn. Khi mà ngồi thì ta đau chân nhất chân. Tại sao mình đi bình thường, mình ở nhà mình không thấy nó đau, không thấy nhất. Nhưng bây giờ vô phải ngồi bó, ngồi gối, ngồi phải từ từ, rồi phải kiểm soát thân tâm, rồi từ tầm nhiều thứ quá, thấy nó khắc khổ quá. Ủa sao kỳ vậy? Học Phật pháp để mà bớt đau khổ, để được hạnh phúc, mà ngồi thiền để thực hành Phật pháp cũng được đau, cũng được hạnh phúc, bớt đau khổ. Nhưng mà tại sao lại không thấy hạnh phúc mà thấy đau khổ mà? Lúc này á, cái người không có cái niềm tin, không có cái niềm tin vững vàng bằng cái trí tuệ đó, là trên con đường mình đang thực hành á, nó có những cái thử thách, những cái cam go mà mình vượt qua. Thì thiếu cái niềm tin đó là chắc chắn là bỏ cuộc. Và có cái sự bất mãn liền, có cái sự bất mãn liền. Bất mãn là tại sao mình phải đi vào trường thiền, mình phải ngồi cực khổ như vậy, là bất mãn liền. Còn cái người có niềm tin chân chánh trên Tam Bảo đó là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, thì mới tìm hiểu cuộc đời Đức Phật không phải là tự nhiên ngày thành Phật. Đâu phải là 1-2-3 ngày là muốn thành Phật là thành Phật đâu. Không phải hô biến là thành Phật. Cũng những cái vị mà đệ tử Phật, mà các bậc thánh, nó cũng không phải là Phật lợi Phật gõ đầu cái là thành Phật, đúng không? Ai cũng phải trải qua những cái giai đoạn thử thách, ai cũng trải qua những giai đoạn để mà hy sinh.
mình cũng phải, mình đi theo Phật, mình đi theo cái lời dạy của Đức Phật, thì mình cũng phải trải qua những cái thử thách, những cái hy sinh, những cái gọi là đối chọi với lại cái phiền não. Những cái gì chúng ta khó chịu đó, những cái gì mà chúng ta cảm thấy mà nó đau khổ đó, không phải là cái khổ mà mình gặp ở ngoài xã hội, mà cái khổ này là do nó phản kháng với lại cái phiền não. Cái khổ này không phải tự nhiên mà có đâu, mà do mình thực hành nó mới có, mà hành thiền nó mới có, chứ không phải là bình thường nó có đâu. Thì khi mà mình hiểu biết rõ ràng như vậy thì mình sẽ có cái động lực để mà tiếp tục cái việc hành thiền, không có ngán, không có chán, không có bỏ cuộc. Thì cái điều đó là từ cái niềm tin mà ra. Thiếu cái niềm tin là chắc chắn mà không bao giờ tiếp tục cái con đường mà chịu thử thách, chịu để mà vượt qua chính mình. Cái niềm tin nó quan trọng như vậy đó. Rồi, cái đó là việc thực hành. Còn cái việc mà bố thí cúng dường cũng phải nhờ cái niềm tin. Cái điều này Tịnh Đạt rất nói rất là nhiều lần rồi. Bây giờ đó, mình bố thí, ông sư ông dạy là bố thí để mà được phước, đúng không? Bố thí cúng dường được phước, giúp đỡ được phước, làm các công đức được phước. Mà mới làm hôm trước, trai tăng lớn, trai tăng nhiều chư tăng, trai tăng có nhiều Phật tử tham gia. Rồi quay bữa sau cái bị rủi ro, bị sự cố, cái mình đầy bất mãn, nó sao kỳ vậy? Sau Đức Phật với lại mấy sư dạy là làm phước thì được phước, mà phước ông đâu, đâu không thấy, tự nhiên thấy cái khổ đau nó đến. Rồi cái người không có niềm tin là sao? Cái người niềm tin mơ hồ, cái người niềm tin nghiệp báo nhân quả mơ hồ là sao? Họ bỏ cuộc liền, họ bất mãn liền, nó nói lời Phật dạy không đúng, lời Phật dạy không đúng, bỏ cuộc liền. Còn cái người mà tìm hiểu cho kỹ, cho rõ và có niềm tin vững chắc á, thì họ biết cái nhân quả nghiệp báo nó không phải là 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Mà nó khi gieo thì nó có cho quả, nhưng mà không phải là cho quả ngay tức thời. Và cái quả khổ đau này cũng không phải là do mình làm thiện, làm lúc này, mà do những cái nghiệp chưa quá khứ nữa. Nó có những cái điều như vậy, mà dựa trên niềm tin mà mình có vượt qua được hay không. Nếu cái người niềm tin yếu, niềm tin mơ hồ, niềm tin chỉ là sự mến mộ, thì chắc chắn rằng sẽ không có vượt qua. Niềm tin đó nó sẽ lung lay và bị sanh cái tâm bất mãn. Và cái tâm bất mãn, Sư Tịnh Đạt nói rằng đó là một cái điều rủi ro và cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì khi mà mình là cái người mới mà mình bị gãy đổ, bây giờ mình muốn tạo dựng lại đó thì cực kỳ là khó. Cực kỳ là khó. Khó không phải là không được, nhưng mà phải nói rằng là rất nguy hiểm. Cho nên ngay từ bây giờ mà quý vị nào đang mà tìm hiểu Phật Pháp, hay là những vị đã tìm hiểu Phật Pháp lâu rồi đó, chúng ta hãy lâu lâu thì chúng ta hãy xem xét lại cái niềm tin nơi tam bảo của bản thân mình. Xem coi có vượt qua những cái thử thách đó chưa. Vượt qua những cái thử thách đó là có những cái sự cố nó xảy ra đó, chúng ta có bị lung lay về cái niềm tin nơi tam bảo hay không? Có bị lung lay cái niềm tin nơi nhân quả nghiệp báo hay không? Chúng ta tự trắc nghiệm. Và khi mà trắc nghiệm như vậy đó, thì chúng ta cảm thấy là nếu mà ok, không có bị lung lay, thì lúc đó chúng ta niềm tin chúng ta đang kiên cố, cần phải phát triển. Còn mà thấy là sao nó hơi lung lay rồi đó, thì chúng ta hãy cẩn thận và hãy tập trung để mà củng cố cái niềm tin trở lại. Chứ không thôi là nó dễ bị lung lay là nó sẽ gãy đổ, và gãy đổ rồi đó thì coi như là khôi phục lại rất là khó. Xây mới nó dễ lắm, mà sửa cực kỳ là khó. Xây mới rất là nhanh và đẹp, nhưng mà một khi nó gãy đổ rồi, phải dọn cái gãy đổ đó, phải dọn cái đống sào bần đó, mình mới xây lại cái mới, thì phải nói rằng tốn công gấp 2, gấp 3 lần. Mà nhiều khi cũng được luôn, gãy đổ rồi nản. Cho nên cái niềm tin phải nói rằng, cái
cái việc mà chúng ta tham gia cái diễn đàn Phật Pháp này, những cái diễn đàn Phật Pháp khác, hay là cái việc mà chúng ta đốt nhang, thắp hương tại nhà đó, buổi sáng, buổi chiều, hay là chúng ta cố gắng để tụng kinh buổi sáng, buổi chiều công phu hai bữa đó, thực sự đó là cái cách để nuôi dưỡng cái niềm tin đó thưa quý vị. Cái tinh tấn để nuôi dưỡng cái niềm tin. Chúng ta không có cái niềm tin, chúng ta không có làm được cái việc đó đâu. Đó là cái cách để chúng ta nuôi dưỡng cái niềm tin. Mỗi lần chúng ta thắp hương, chúng ta lại Phật đó, thì cái tâm của chúng ta lại tăng trưởng cái niềm tin. Một cái điều mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ với cái kinh nghiệm của Tịnh Đạt lúc ở Miến Điện đó, trước khi mà kết thúc cái buổi sinh hoạt này đó, thì Tịnh Đạt xin chia sẻ một cái điều. Năm 2008 đó, thì Tịnh Đạt lần đầu tiên đi đến Miến Điện để mà tham gia các khóa thiền bên đó, cũng như là ở lại đi học bên đó. Thì Tịnh Đạt có đến cái tháp vàng Suenagon ở Yangon. Sau cái ngày đầu tiên mà mình đi đến để mà với cái cách là mình đi mà để tham quan thôi. Cái ngày đầu tiên thì đi chung phái đoàn để tham quan thôi, thì mình đi đến mình cũng ngó, mình cũng vô, mình cũng đảnh lễ, mình cũng đi nhiễu Phật. Nhưng mà cái tâm mình nó cũng không có mạnh lắm. Cái tâm mình cũng hoành tráng quy mô, lần đầu tiên mình thấy mà tháp vàng mà. Nhưng mà sau 3 tháng hành thiền ở Pantitarama ở trong rừng đó, thì cái ngày mà đi ra khỏi trường thiền thì có Tịnh Đạt có được dẫn đi đến trở lại cái tháp Suenagon đó. Thì một cái điều phải nói rằng rất là lạ, khi mà mình cúng dường bông hoa lên tháp xong rồi mình quỳ mình lại đảnh lễ, tự nhiên ở trong người mình đó, nó có một cái giống như là mình diễn tả thôi, giống như có một cái luồng khí nóng vậy đó, mà lúc đó Tịnh Đạt còn nhớ cái cảm giác đó là cái tinh thần của mình đó, nó rất là mạnh, nó mạnh đến nỗi mà bây giờ đó, tức là cho là mình ngồi thiền thêm 1 năm 2 năm, hay là cho mình ngồi mình học kinh 1 ngày 2 ngày xuyên suốt, 3 ngày xuyên suốt, mình vẫn làm được. Cái năng lượng tinh thần của mình tự nhiên nó lên cao, thật là cao, mà từ trước tới giờ mình không có được cái cảm giác đó. Phải nói là một cái năng lượng, một cái luồng khí nóng mà nó dâng lên, mà mình hướng đến cái thiện pháp nào là mình có thể hoàn thành được cái thiện pháp đó. Đương nhiên thì nó chỉ là trong chốc lát thôi. Thì sư có kể với lại một cái vị ở bên Miến Điện, thì ngài cũng nói rằng đó là cái sức mạnh của niềm tin. Đó là cái sức mạnh của niềm tin, nhưng mà nó chỉ khởi lên trong chốc lát thôi. Nếu mà mình cố gắng mình nuôi dưỡng được nhiều lần như vậy đó, nhiều lần cái sức mạnh tinh thần như vậy, nhiều lần cái luồng khí nóng mà nó dâng lên như vậy đó, thì mình sẽ thành công. Mình sẽ tiếp tục cái con đường tu hành của mình, tiếp tục đường mà thực hành hay là học pháp của mình. Nhiều lần như vậy, từ từ nó sẽ trở thành một cái khả năng, cái năng lượng nó rất là nhiều. Mình không có rèn luyện hay mình không có tập dần dần đó, thì lâu lâu nó mới lên, nó mới khởi lên một lần, lâu lâu nó mới cảm giác lên một lần. Chứ bình thường thì nó nhẹ nhẹ thôi, nó không có mạnh. Thì đó là một cái lần đầu tiên mình Tịnh Đạt cảm nhận cái gọi là cái sức mạnh về niềm tin, sức mạnh của niềm tin. Thì qua đây là câu kệ ngôn Pháp Cú số 189 nói về vị quốc sư sau cái tuổi về chiều thì đi xuất gia cùng với nhiều cái tùy tùng của mình, và có cái quan niệm sai lầm về cái tìm cái nơi nương tựa, tìm cái nơi rừng núi đền tháp để mình nương tựa. Nhưng mà may mắn là được Đức Phật ngài tiếp độ, ngài chỉ cho, ngài chỉ ra cái điều sai lầm đó, và ngài chỉ ra cái việc mà nên thực hành, nên có cái nơi nương tựa đúng đắn là nơi tam bảo. Và đặc biệt trong cái bài học này thì chúng ta lại rút ra một cái điều, đó là phát triển cái niềm tin. Và niềm tin phải được xây dựng kiên cố trên cái nền tảng hiểu biết và trí tuệ.
Dạ. Thì đó là cái nội dung chính mà Thịnh Đạt muốn chia sẻ qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 189 này. Và Thịnh Đạt xin được kết thúc tại đây. Xin kính thành kính tri ân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay, cũng như là cũng xin được kính chúc sức khỏe đến chư tăng và tất cả quý vị. Cầu mong cho tất cả quý vị hành được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy nhá. Dạ, kính mời quý vị MC trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho trong chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến đại đức Tuệ Đức. Nam mô Bụt Thầy giả, nam mô Tham Ma giả, nam mô Sang Kha giả. Con xin đại diện chư tăng để phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Phu tu sát ba mang ra lang ra khan tu sát ba đề và ta sát ba Bụt Tha nu pha quê na sa đa so ti pha quan tu tề phu qua tu sát ba mang ra lang ra khan tu sát ba đề và ta sát ba Tham Ma nu pha quê na sa đa so ti pha quan tu tề phu qua tu sát ba mang ra lang Rakhan tu sapa deva ta sapa sangha nu pha we na sa da so te pa wan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Sitiya chanagatha sikthamma tu sikthamma tu sikthamma tu idang phalang etasmin gratanatayasmin sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.